trong máy nét nhá, trong máy nét thì cái đôi thị diminished marginal productivity, diminished marginal productivity thì mình sẽ có cái đôi thị như này. Thế thì cái chỗ này thì ta bảo là nó sẽ phân ra là ba khúc, đúng không? Phân ra là ba khúc từ 13 mức marginal product, 13 mức marginal product khác nhau. Ý nó nói là thuê thêm cả nhiều người, thuê thêm cả nhiều người hay là bắt người ta làm nhiều giờ hơn thì cũng sẽ không tạo ra được nhiều hiệu quả hơn trong trường hợp là kiểu gọi là làm quá sức hoặc overtime quá nhiều, nó sẽ không tạo ra được hiệu quả và thậm chí là kiểu dẫn đến nghỉ công, tức là cái sản lượng dẫn đến nghỉ công, tức là cái sản lượng nó bị giảm xuống. Sản lượng nó bị giảm xuống, tức là vừa làm vừa ăn, vừa pha được 10 cốc thì ăn được 2 cốc. Thì cái việc giảm của marginal product như thế thì gọi là diminishing marginal product. Và mình sẽ có hai cái đường, cái đường đây là cái đường average product, the average product và một cái đường marginal product như này, marginal product. Khi mà marginal product giảm xuống ở một cái mức nào đấy, nó sẽ khiến cho cái average product, nó sẽ cắt cái đường average product tại đỉnh. Lý do vì sao này? Nó sẽ giống cái và tưởng tượng cái average product, nó sẽ giống cái điểm trung bình của cả lớp ấy. Khi bạn đi thi thử thì điểm trung bình của cả lớp khoảng 70%. Xong rồi marginal product là chắc là thêm một ông khác vào, thêm một ông khác vào điểm 20%. Thì sẽ làm sao? Sẽ kéo điểm trung bình của cả lớp xuống, sẽ kéo điểm trung bình của cả lớp xuống ông 5-60% đấy chẳng hạn như thế. Thì còn thêm một ông khác cũng 70%, cũng 70% thì điểm trung bình nó giữ nguyên. Và thêm một ông khác 100% thì sao? Thì điểm nó sẽ được kéo lên. Như vậy thì với cái mức cái số 70-20% này, nó chính là cái marginal product của mình. Cái marginal product mà nó còn cao hơn average, tức là 170, thì nó vẫn còn kéo cái đường average product lên. Và nếu mà nó thấp hơn, đúng không, 20, thì nó sẽ kéo cái đường average product xuống, đúng không? Và nó sẽ cắt cái đường average product tại đỉnh khi nó bằng đúng 70%. Thế thì đặc điểm của hai cái đường marginal product và average product là bao giờ cái đường marginal cũng sẽ đi qua điểm đỉnh hoặc điểm đáy của đường average.